Nhân dịp đoàn chính quyền bang Tây Úc thăm và làm việc với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức tọa đàm hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và bang Tây Úc. Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì tọa đàm. Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, hai bên đã gợi mở một số nội dung có thể trao đổi hợp tác nhằm thúc đẩy phát triển du lịch nói riêng, các lĩnh vực kinh tế khác nói chung. Chia sẻ tại tọa đàm kết nối du lịch giữa Bà Rịa Vũng Tàu và Tây Úc, ông Roger Cook, thành viên Hội đồng lập pháp, Phó Thủ hiến bang Tây Úc cho rằng du lịch là lĩnh vực quan trọng mà hai địa phương cần thúc đẩy. Bà Rịa Vũng Tàu cũng như Tây Úc rất giàu tiềm năng du lịch, cảnh đẹp thiên nhiên thơ mộng cùng chuỗi dịch vụ du lịch cao cấp. Hai bên cũng chia sẻ điểm khác biệt quan trọng về khí hậu của Bà Rịa Vũng Tàu và bang Tây Úc để các doanh nghiệp lữ hành hai nước kết nối trao đổi khách du lịch nghỉ dưỡng. Phát biểu tại tọa đàm, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, Bà Rịa Vũng Tàu cam kết hỗ trợ hết mình để doanh nghiệp du lịch hai địa phương tăng cường liên kết hợp tác, qua đó thúc đẩy sự phát triển.